Thi thể nữ sinh viên 19 tuổi được tìm thấy tại chân cầu Kiền, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng sau 5 ngày mất tích. Kiểm tra điện thoại mà nữ sinh viên này để lại, gia đình thấy có giao dịch chuyển khoản 130 triệu đồng, đây là số tiền nữ sinh viên lấy của bố mẹ cũng như cầm cố chiếc xe máy để có được cho người lạ. Liên quan vụ việc nữ sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam mất tích nhiều ngày qua tại Hải Phòng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện An Dương cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong ngày 9 tháng 2. Trước đó, nữ sinh viên NTHH 19 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bất ngờ bỏ nhà ra đi vào tối 4 tháng 2. Sau 5 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của nữ sinh trên tại khu vực chân cầu Kiền cách nhà nạn nhân khoảng 3 km. Bước đầu, công an huyện An Dương xác định nạn nhân chết nghi do tự tử. Ông NQD 50 tuổi, bố nạn nhân cho biết trước đó, vào tối 4 tháng 2, con gái rời khỏi nhà nhưng đến tối muộn vẫn không thấy về nhà, mọi người gọi điện liên lạc không được nên chia nhau đi tìm. Đến rạng sáng 5 tháng 2 thì phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền và chiếc ô của Hát để ở trên cầu Kiền, phía huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nghi ngờ con gái trong lúc mất bình tĩnh đã làm điều dại dột nên gia đình đã trình báo chính quyền địa phương để nhờ phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Theo người nhà nạn nhân, trước khi rời nhà đi, Hát có lấy tiền của bố mẹ và cầm cố chiếc xe máy. Khi kiểm tra chiếc điện thoại mà Hát để lại, người thân phát hiện nữ sinh viên này đã thực hiện giao dịch chuyển 130 triệu đồng đến một người lạ với hy vọng nhận được tiền thưởng và hàng hóa sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đặt mua trên mạng.